Hello, xin chào mọi người đến với lại Lab BND VN Community. Thì mình là Tăng Cơ đây. Thì trước mặt chúng ta đó chính là, như mọi người thấy, đó chính là ngay bàn Giả Kim ha. Và mình mượn được ảnh của một đàn anh trong trong trường của mình. Và nói chung là đàn anh có những con đang cần build ha. Và ảnh mới trở lại game gần đây thôi. Và có một cái điều rất là mắc cười đó chính là ảnh có tới tận hơn 1.000 thánh di vật. Hơn 1.000 cái nhân vật. Và anh muốn trap bộ xét dấu ấn ha. Xét dấu ấn ngay đây nè. Cho một ba nhân vật chính. Trên đầu tiên chúng ta có chính là Yelan. Thì Yelan thì mọi người thấy á, cái tỷ lệ cái hiệu quả nạp này chủ yếu là do cái tay phong nó gánh nè. Và tỷ lệ giá sát thương bạo kích thì có thể cải thiện thêm ha. Còn nhân vật thứ hai chúng ta có là Raiden Shogun, thì như mọi người thấy vẫn chưa ổn lắm, chỉ có cái hiệu quả nạp mà mọi người thấy ổn thôi ha. Đó thì cầm lao xuyên cá vẫn có 4 set dấu ấn. Và nhân vật thứ ba chúng ta có là Xuyên Chiêu, đó tỷ lệ và kích các thứ vẫn chưa ổn lắm, và thậm chí còn chưa phải là set 4 dấu ấn nữa ha. Đang chơi set công thức chắc chắn là có thể cải thiện. Và nhân vật cuối cùng đó chính là Sang Liên, cũng chơi 4 set dấu ấn và vẫn cũng có thể cải thiện thêm. Cái duy nhất là hiện tại đó chính là tỷ lệ bạo kích ha, thậm chí là tinh thông nguyên tố mình thấy cũng vừa đủ, hình như là chơi cốc thì quả nạp á. Vậy tính là tinh công thì cũng ngày cao hết ha. Nhưng nói chung là 1.000 thánh di vật và mình tranh thủ mình thấy vậy mình nói với anh cho em mượn ngặt làm content rôi thánh di vật nha, và anh đồng ý ha, cho nên là mình sẽ bỏ công sức ra mình rôi về bản thánh di vật ha. Chúng ta bắt đầu vào video luôn cho nó nóng nè. Nếu mà mọi người chưa đăng ký kênh thì mọi người có thể cho mình một like, một subscribe nhé. Và mọi đóng góp đều rất là cảm ơn. Bây giờ bắt đầu luôn nha. Ok. Lần trap đầu tiên của chúng ta nhé. Let's go. Cũng được ha. Ngon nè. 3 dòng 1. Ấy. Cái đầu kìa mọi người. Ngon không? Ngon không? Ngon 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 ngon. À, cái này vừa, cái này tỷ lệ cao, tấn công ngon, tấn công phòng ngự, cái nãy nhiều phòng ngự quá, tại hai dòng phòng ngự rồi không giữ được cái HP các thương một kích. Ok rồi, nâng luôn cái nóng ha. Rồi cái này nữa, có cái này thử coi có tiềm năng không. Mình đang sợ là anh đang thiếu vàng chứ không phải mình đang sợ anh là anh thiếu food, cái thứ đâu food thì có thể suy nghĩ được. Đó thì cơ bản là set lần này cái này, còn chúng ta còn cái này cũng có khả năng nè. Ok thì còn một cái này có tiềm năng thôi và ổn mới chứ, nên thử 20 coi thử coi. Nó hai lần tỷ lệ bạo cũng được, hai lần tỷ lệ bạo cũng được mọi người. Thử coi nha, thử nâng 20 coi, ổn thì giữ 30 CV cũng được, giữ được. Đó, ấy cái đầu tiên ngon phết đó chứ. Ở cái này chưa, cái này chỉ được cái tấn công thôi chứ cái này là mới có 20 CV nè, à. Hay được. Ok, ổn ha, hay được cái đầu tiên nè, à. Ngon. Mới vô phát là đã có cái thay rồi. Ok, lần trap thứ hai, let's go. Giờ lại có gì ngon không? Ồ, khá nhiều lâu. Để coi. Với lại mọi người có thể biết là phân phát thì... Ê, nè, thấy không? Lông dây lăn, mới bí. À, hoa dây lăn, mới bí. Thì nếu mọi người không biết thì có một cái phân phát á, là cái tỷ lệ mà mọi người được 4 dòng ở trong trap nó cao hơn tỷ lệ mà mọi người chơi farm thánh di vật được ha. Cho nên là cái tỷ lệ này khá là ngon. Mấy cái này baby nè, tấn công cho xin chiêu cũng được. Ok, lần này chúng ta có một cái hoa, lần này tới lượt hoa ha. Phòng ngự, bỏ, đơn giản ha. Onset thì tác sát thương tỷ lệ HP phần trăm, let's go. Tinh thông tỷ lệ 2 lần HP 2 lần cũng ngon, nhưng mà hết food rồi. A few minutes later. Ồ, có food, ngon, đỡ quá. À, hết food là một cái vấn đề rất là mệt. Anh còn chưa có mua nhựa nữa kìa. Ok, em mua luôn, let's go. 悪くない目が出たわ.
今日も引き続きサボりましょう。調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわ。Tấn công nhiều quá, đổi cái này thay rồi xong đó bỏ cái này đi ha. Ok mọi người, thành cấp thứ 3, let's go. Ê mình lộn rồi mọi người, chết một. Ai da, mình lộn xét rồi, chết. À lò vô bấm trap quá. Ê, cái này ngon nè mọi người. Lò vô bấm trap quá, lộn lần rồi, chắc không sao đâu. Rồi, có một cái được. Chết mồ, sorry. Ok, lần này đúng set này. Ok, không sao. Mà nãy mỗi lần, chỉ trung bình mỗi lần cap mình được một cái nó buộc quyết đó chứ. Không kể tại thứ mất khó à. Ok, để coi cái này có gì không. Lệ bảo tấn công, phòng ngự tấn công. Này mấy ví cho dây lan được ha. Ok, tab tiếp theo mọi người, let's go. Hy vọng là lần này có gì đó để nâng lên. Đây, maybe Đồng. Cái này low roll quá. Ê, mọi người. Cái này mạnh nè, có 4 dòng luôn. Có khi cho Raiden, ổn. Thì tấn công, các thương hiệu quả cũng được. B, phòng ngự tấn. Ê, cái này on set Raiden được nha. Kê, hai cái luôn. Ngon. Ba cái lên 4 luôn. Cái này không được. Cái này cũng không đủ tốt. Dù dòng roll vô nó khá là đẹp. Cái cuối lên 4 rồi, chúng ta sẽ tới với lại chủ đề chính của ngày hôm nay á. Kê, mình nghĩ mình sẽ nâng cái này trước. Tại cái này nó hơi luôn, cái này nó hơi roll, nó hơi ngu hơn cái kia ha. Vô. Nó 30 CV kìa mọi người. Nó 30 CV rồi kìa mọi người, từ khoan. Phải định đang cầm cái gì đấy. Phải định ơi, tấn công. Ê, nó ngon hơn hẳn cái này rồi. Ê, nó ngon hơn từ đầu, nó ngon hơn chưa cần 20 mà nó đã ngon hơn kìa mọi người. Ê, đó. Không phải tự nhiên mọi người đòi gọi mình là được khúc ha. Mày lần này nó vô sắp thương bạo chắc chắn rồi. Thấy không? Dễ. Ông chùm độc lĩnh là dễ. Ok, cái lồng này không đủ tốt nè, ta thử rồi coi có lên được 40 CP khi chưa lên cộng 20 không. Nếu mà nó 40 được thì có khả năng nó sẽ 50 CP đấy nha. Ok, mỗi cái một dòng mà nó hai dòng tỷ lệ ha. Cái này nó low roll, cái này nó cũng low roll luôn. Mình không nghĩ mà sẽ giữ ha, mặc dù có hiệu quả nạp cao. Ok, lần tiếp theo, giờ mình quên mất lần nào luôn rồi. Mình dễ quên lắm ha, sorry mọi người. Ok, lần tiếp theo, let's go. À, mà nãy giờ mới vô được đồ nâng cấp cho anh rồi, cũng khá là vui ha mọi người. Sao nãy giờ lần này lại người vui thế này. À, này low roll quá. Tại vì không vô. Cái này mà tinh thông một dòng crit thì mình sẽ suy nghĩ. Nhưng mà nó không có crit. Lần này không có gì hết. Đó, phải có lần không có gì chứ, cái gì cũng ngon vậy, ai nói gì được. Ok, rồi, tiếp theo. Đơn giản và dễ hiểu. Tiếp theo. Ok. Đó, lại một cái double crit nè. À, nó max roll luôn. Theo kinh nghiệm roll double crit của mình thì max roll nên nâng từ từ. Nhưng mà thực sự chúng ta đang không có food đây cho nên là chúng ta đang nâng max luôn. Ok, lần này cũng... Ê, Dây Lan on Peace, wow. Tốt phết. Rồi. Đã không vô, rất không vô creep. À, cái này ngu này. Bỏ vô. Bỏ cái một dòng tấn công hai lần. Nó không đủ tốt ha. Cái này thêm cái nữa mới 30 thôi. Mình hơi gắt gao. Tại vì mình làm, mình giúp ăn khách mà. Phải hơi gắt gao xíu. Ok, cái này vô luôn. Let's go. Tấn một creep. Mỗi cái này hai lần mà low roll, cái này vô tấn công, thả nó vô hiệu quả nạp thì nó mới ngon ha. Không đủ tốt, nói chung là nó ổn nhưng mà nó không đủ tốt cho nên là thôi. Ok, lần tiếp theo luôn, let's go. Một cái lồng thôi ạ. Cái này low roll quá. Cả hai cái đều low roll, không suy nghĩ được ha.
Ok, có tới tận 4 cái cát nè. Cái gì đây? Cái này giữ cho vui chứ. À không, cái này cũng low roll quá. Chắc là giữ cho vui, lỡ cái nhân vật lỡ chơi Yunjin. Tại sao mà mấy cái mà dòng chính ngon nó không vô được mấy cái đó ta? Mình cũng đang thắc mắc quá. Có cái này offset nhưng mà nó không vô một dòng nào. Cái này mới có nãy có cái ngon hơn luôn rồi, đang ngay đó luôn. Này không được gì ha. Ok, rồi tiếp theo là mọi người. Lần này có gì đó để nâng cho vui vui đó nè. Cái này suy nghĩ thì tạm được. Ê, cái này lên 4 thử ha. Có khi Raiden lại được nâng cấp. Ngon ngon. Ê, sát thương vật lý. Cái này không như video kia không phải mình. Ê, lên luôn. À, phòng ngự thì để cho vui à. Ô, nó vô sát thương bạo thiệt kìa. Ngon. Để lên 20 thử coi. Hay là ok. Ừ, quăng thẳng 20 vô luôn đi. Này 27 chưa đủ tốt. Chốt. Ơ, nó nghiêng 2 luôn. Đó, nhưng mà nó là touch. Là touch à mọi người. Cộng 4-0 là đã mất mất phút nếu mà mọi người vô được cái dòng mọi người thích mà đang cần rồi. Ok, let's go, bỏ này đi. Vô. Ê. Thấy không mọi người, 10 mấy chín rồi kìa. Chưa được 20 nữa, let's go. Ngon. Đi lại. Đó, thấy không, được dạng. Cái này nó còn mạnh hơn cái mũ mạnh gì của ạc mình. Rồi xong, Raiden được mũ. Lớp. Ai muốn gửi ạc cho mình để mình cút thì nhớ nói nha. Mình chỉ cần nhắn mail mình thôi mà đưa UID, đưa ạc các thứ đây rồi mình cút cho. Ok, tiếp nè. Ok, tiếp theo nè, let's go. Là tới kỳ sĩ đạo thiếu máu luôn rồi, là cũng khá nhiều rồi đó. Thì bỏ đi, hai dòng tệ quá. Cái này thì suy nghĩ được. Bỏ. Cái này nó hơi kỳ á. Ý, đó, lại đó một crit. À, quá đơn giản đó mọi người. Đó, thêm một cái crit. Thêm cái đó một crit nữa, đơn giản không? Đơn giản thấy không? Quá đơn giản luôn. Đâu phải mọi người thì gọi mình là The Cook. Sẽ vứt cái 15 vô luôn nè, cho nó tốt phút với ESP lại. Đó, mà nó không đủ tốt ha. Đó, cái này mình sẽ cộng 20 luôn. Đây. À, nhưng mà nó không đủ tốt, nó vô hết dòng tích cực. Rồi, tiếp theo thì chúng ta có cái double crit này. Thì cái này mình cũng sẽ cộng 20 luôn ha. Nếu mà vô cái tốt thì mình sẽ thay cái cũ ra mà chúng ta sẽ có tiếp phút tiếp ha. Đó, thì giờ mình vô. Ấy, nó nhân 5 luôn rồi. Ở đây vô. Ai ngự vương. Ai ngự vương thì ai ngự vương mọi người. Ai cộng 5 ngự vương mọi người. Ok. Tiếp, let's go. Ok. Cái này suy nghĩ nè, cái này ngon nè. Quê không ngon lắm. Sát thương nguyên tố lôi nhưng không crit, tăng sát thương nguyên tố thảo nhưng có một crit thôi. Không, cái này không ngon nha. Ok, cái tiếp theo. Ok, coi chúng ta sẽ có gì. Có gì, ở hoa, ở lông nè. Hoa cũng được. Này à. Đó, ê. Thấy chưa? Đó mọi người chuẩn bị đổi tên mình thành The Cook đi nhá. Đổi tên thành The Cook được rồi đấy. À luôn đi. Để chạm phút á. Đó. Cái lời bảo cái này không đủ tốt nè. Mình sẽ quăng nó ha. Vô, let's go. Đồ ngon. Ê, ngon phết mọi người. Mỗi cái một vòng. Nhưng mà ý đó này chỉ tấn công tỷ lệ sát thương nha. Ngon. Đang ngon khác, đang ngon. Raiden mình nghĩ là đang cầm một cái tệ hơn nha. Ừ, đang cầm cái tệ hơn thì. Ý, thấy không? Đó. Cầm vô cái nâng cấp liền đấy. Tài liền luôn ha. Đó, và cái này đang tốt hơn là cái cũ rồi. Và cái tỷ lệ sát thương các thứ tăng được hẳn luôn nè.
À, ghê chưa, đúng đúng đúng, đúng là đẹp cút có khác à. Đó, đi vậy. Lần này mình lần đầu tiên mình đọc trượt ra, nhưng mà tấn công ngon, tấn công ngon, tấn công ngon. Kệ lần nữa nha, đó. Mọi người đã chuẩn bị, sau video này mọi người chuẩn bị đổi tên mình thành The Cook nha. Không phải tăng cơ nữa mà là Cook cơ nữa. Ok, mà lần này không có một cái nón nữa luôn, ảo thế nhỉ. Đi tấn công thì nãy có cái ngon hơn rồi, bỏ qua đi ha. Đấy. Đấy, mọi người công nhận mình là The Cook chưa? Công nhận mình là được cút chứ nè. Thấy chưa, thấy chưa. Ừ, cái này là cái cũ hồi nãy thì đúng không ta? À, cái này tệ lắm nè. Cái này thì không đủ tốt, nó vẫn ngon nhưng không đủ tốt. Nhưng mà cái này tệ nè, bật vô. Vô. Lần này nó lại ngựa vương. Siêu ngựa vương. Ok, tiếp nha mọi người. Thấy không, mọi người thấy không? Cứ tin tưởng cho mình là được, đặt cho mình thôi. Chỉ cần đặt cho mình xong là mình sẽ... Cái này suy nghĩ nha, khá là tốt á. Xem link, cho xem link. Đó, đặt cho mình thôi. Như mọi người thấy nãy giờ mình nóng rất mạnh. Cái này cho xem link cũng suy nghĩ nha. Ok, đi, phòng ngự. Nó hát B, nó tăng trị liệu. Ok, có một cái, nó không vô, sát thương bạo thì dục. Nó còn không vô tỷ lệ bảo thì... Thấy không? Mà bốn dòng ngon nha. Nếu mà mọi người là người mới chơi thì nên giữ cái lồng nãy. Ok, vô luôn mọi người. Không, không được. Cái tí là tinh thông và bốn dòng khá là ngon, nhưng mà mình tiêu chuẩn rất là gắt. Ok, tiếp đi. Ok, tiếp mọi người, let's go. À, đó, bàn đồ nó mục đích không? À, một lần làm thôi là đặt ảnh được nâng cấp. Đó, thêm đồ dây lam suy nghĩ cho nè, đó, thấy không? Đơn giản mọi người. Chỉ cần làm theo mình thôi, bóp, đưa ảnh cho mình là xong. Để nó giỡn thôi chứ nếu mọi người không cảm thấy an toàn thì không nên đưa ảnh cho người lạ ha. Mà mình không phải là người quen của mọi người cho nên là hành vi lừa đảo giờ trong tương lai giờ khá là nhiều, cho nên là mọi người nhớ cẩn thận nha. Chúng ta quăng cái 20 vô đi. Đó, nãy mình kiếm được cái ngon gà ảnh 40 CV rồi, giờ cái này mình đưa nguyên. Rồi, nâng cấp thẳng với Lan luôn, xong, đơn giản nha mọi người. Vậy là nâng cấp gì? Đó, thấy không? Nâng cấp thẳng với Lan luôn, đơn giản ha. Chứ đơn giản. Sát thương bạo, vô. Thấy không? Nó hơi low roll nhưng mà nó cũng gần 40 rồi. Đó, hợp lý không? Dây lan có độ nâng cấp, đơn giản. Đơn giản à? Thấy mình làm đơn giản không? Nghe tiếp mọi người. Tới tới luôn cả cái cái set còn lại trong bí cảnh dấu ấn rồi. Okay. Mình hay quên set tên set đó lắm, mọi người thông cảm nha. Thấy? Dễ không? Thấy không? Đưa đặt cho mình dễ không? Này hơi low roll. Cái này hồi nãy mình có cái ngon hơn rồi phải. Cắt B công, cắt thương nguyên tố băng, cắt thương nguyên tố lội. Ê, tiềm năng nha mọi người. Ok. Tiềm năng. Lấy coi nó vô đó. Nó không vô thì dùng đơn giản ha. Ừ, cái này chưa đủ tốt nè, khoảng độ 20 vô. Nó nhận 2 luôn. Và nó 30 CV đó, và hiệu quả nạp khá là nhiều và có tinh thông luôn. Khỏe. Cho fish cho sang liên luôn nha, 30 CV. Đó, ngon hơn cái này luôn rồi đó. Sao mà đơn giản à. Ok, tiếp. Đó, cứ mỗi lần bấm một cái là có cái nâng cấp. Là quá đơn giản luôn. Ồ, tới 6 cái mũ vậy. Nó không có cái ly này luôn. Nhưng mà tới 6 cái mũ. Nhìn tay vậy. Phòng ngự. Ok, vậy chắc cái này tạm nha, cái này suy nghĩ. Ok. Mà thường là 6 cái mũ thì nó không có gì hết. Chờ gì nữa. À, phải tinh thông, bỏ. Tiếp mọi người. Đơn giản không? Cái gì cũng nên cấp hết. Cấp toàn diện luôn. Chỉ cần tiên, phải mọi người phải. Cái này là ảnh cũng lâu qua cho nên mình tiêu chuẩn cao một xíu. Đó, ví dụ cái này thì suy nghĩ nè. Này thôi, không có hiệu quả nào. Thì mình có đang cái con ăn ngon rồi. Mình tiêu chuẩn hơi cao một xíu. Chứ nãy giờ có một vài cái này được nè, nhưng mà không phải cho Raiden ha.
Ấy câu hỏi này hơi lạ. Ấy câu hỏi này hơi lạ một chút. Ơ. 30 CV 42 chữ thông. Ổn. Ok mọi người bắt đầu tới mấy cái xét, mấy cái xét dấu ấn luôn rồi đó nha. Ok. Lần này không có hoa luôn, ảo thế nhỉ. Cái này hơi có cái ngon hơn rồi ha, cho nên chắc không. Cái lần này không có gì. Ok, tiếp luôn. Không có gì thì cứ tiếp, đơn giản à. Lần này thì lại không có lông, ảo thế. Thì hơi lâu rồi. Ngoài thì tính thông phòng HP. Phòng HP dòng. Cái này cũng được. Tại vì Furina, anh cũng có sẽ tính rồi Furina. Anh lại suy nghĩ nè. Ngon lắm. Rồi hồi nãy có cái sát thương nguyên tố phong này ổn nè. Mình không phút vô luôn đi. Ổn thì giữ. Thế thì thôi. Đi vô. Ổn rồi. Vô. Ok, mình đang không ổn luôn. Ok, tiếp mọi người. Đấy, hồi là hết đống này luôn. Hả? Ủa? Bị... Mình trap mấy cái này cái nó bị gì ta? Bây giờ bỏ dấu ấn vô xong cái nó cứ bị mất một phần. Lần này đóng. Ý là giờ là hết đống. Ấy, thêm cái kìa, ngon. Ý là giờ hết bị mất rồi nhưng mà... Ê, có lại có cơ hội nâng cái nữa cho Raiden nữa. Cái này mà 40 thì vừa lại dùng cái kia nữa. Khổ đấy nhỉ. Ok. Ổn một cũng vẫn ổn. Và nó là hơi nhiều lắm. Và mỗi cái vô một vòng thanh nốt ha. Bỏ qua. Ok, 39 rồi. Rồi. Hey, let's go. Coi lẹ nè, coi cái gì ngon. Tấn công B phòng ngự tăng trị liệu tăng sát thương nguyên tố phong xem xét được tăng sát thương nguyên tố thủy và dòng phụ hơi tệ ha, suy nghĩ. Ok, nó không ngon. Ok, có thể là kiểu như là có hai dạng lớp ha. Một là mình đã hết lớp, mình đơn nãy giờ mạnh quá hết lớp rồi thì cho nên là nãy giờ không thấy gì thêm. Hai là mình kiểu có một cái lời nguyền là nếu mà mọi người bỏ cái đồ mà mọi người đang farm vô cái trap mà mọi người đang cũng đúng cái trap đó luôn đó, thì nó sẽ ít ra đồ, có một cái lời nguyền đó, mình nhớ có cái đó nói không? Không ra thiệt kìa. Tiếp đi. Ok, tiếp. Tuy là không muốn video dài nhưng mà thực sự quá nhiều thánh di vật á, mình nghĩ hơi dài. Tấn công thì quả nạp 3.9 trong 2 dòng phụ tệ quá ha. Sát thương vật lý tăng sát thương nha. Tỷ lệ sát thương. Yes. Cái này chấm trước được, cái này suy nghĩ. Không có vô tỷ lệ. Không vô sát thương. Ok, không tốt. Băng vô. Hình lên lệnh hết. Đó, đơn giản ha. Đúng. Ok, vô. Tiếp. Lại lộn. Ê mọi người, mình lộn hoài ta. Đó, thôi kệ, để cái này ngon nè. Ta bù lại ảnh. Ê, hai cái luôn mọi người. Bù lại ảnh còn việc còn mình nổ ra. Tới đồ xịn tới chết cho anh đi. Thì, mình cứ bị hoài ta. Sorry anh. Sorry anh rất chịu. Kể lần này đúng set rồi ha. Hơi khổ. Ây da, coi nhanh chẳng coi. Không ngữ, cái này giữ rồi chứ không nâng đâu. Các phương thảo, một dòng tạm biết, anh chưa có. Các thương băng, hai dòng. Cũng được. Ê, nâng được. Thế là nãy mình cũng trong cái nón, nãy mình thấy một cái nón ổn cho Yelan nè. Mà ảnh pha mình không phá nên 20 luôn đi ha. Let's go. Đúng. Và nó là hết. Ổn lòi liền.
nó 20 tỷ lệ, nó 20 CV suy nghĩ được ha. Đó, ngon liền. Cái này là cái hồi nãy là mình upgrade chậm rồi. Mỗi cái một dòng, à nói quá, bỏ qua. Mình tiêu chuẩn hơi bị cao, đặc biệt là offset. Ok, lần nữa, tốt. Để thêm cái nữa, cái này 4 dòng luôn mọi người. Chẳng lẽ nào nó là đồ nâng cấp thực sự lần này sao? Cái kia gần 40 rồi. Cái này chẳng lẽ 50 CV, let's go. 50 CV, let's go. Cái này không đủ tốt ta. 50 ly CV, let's go. Nó 30, nó tệ hơn cái cũ. Dùng quá. Ý, ngon. Có thêm cái đồ ngon nữa kìa. Hai cái luôn, mạnh. Hai cái luôn mọi người. Ê, hai cái, có hai đồ nữa, ngon. Go, let's go. Lại ngự vương á, hôm nay mình có lớp ngự vương đó mọi người. Cái nào vô có ngự là gần như chắc chắn nó vô ngự, ảo thiệt chứ. Ốc thiệt chứ. Không đủ tốt á, nó low roll với lại nó hơi bị vô cái kia luôn. Hơi chán. Cái này ba dòng tốt tôi nghĩ ha. Nó có ngự suy nghĩ à, nhưng mình sẽ không từ chối một cái 50 CV á. B cho gì cho Furina cũng được. Nhà tiềm năng nè. Ok, ngu nhưng mà nó dần 2 cho nên là phút giờ nó bự thêm một xíu. Không đủ tốt. Cái thằng B này cứ giữ đi, tại vì ảnh không xài. Tại chưa nhân vật nào xài hết. Giờ tới tiêu 19. Tại sao anh có cái... Tại sao anh lại có cái ngựa vương này, anh nên kẻ trí. Vô. Thì đó, như mình nói, cứ có ngự là nó vô ngự, còn không thôi thì nó sẽ roll rất tốt nha. Đó, thêm cái nữa kìa, thấy không đơn giản không? Cái này max roll suy nghĩ. Cái nên được thoải mái cứ mỗi lý do video chủ yếu là do lý do video này nhiều thời gian là do quá nhiều đồ nâng. Đồ nào nhìn cũng tự nhiên cứ mỗi lần tráp cái con cái nên được tốn thời gian thì bây giờ đây là cái lồng đúng không? Ok, nâng cái lồng này lên nó 50 CV thì mình không phàn nàn một cái 50 CV đâu. Nó 4 tuy là nó à không lột nhìn lột cái hiệu quả nạp. Ok, không đủ tốt bỏ đơn giản. Ok thì tiếp nè. Cái này on set cho Sang Linh suy nghĩ được. Dở. Sắp hết rồi đó mọi người, mừng ghê. Sắp hết rồi. Cuối cùng video hơi bị dài luôn. Cứ mỗi lần cáp vậy lại có một cái có tỷ lệ lên được thì nó kéo cái video hơi bị dài quá luôn. Ai da. Ok, lần này không có gì, ngon. Ê, cái này lần áp chót nè mọi người. Cuối cùng cũng gần xong rồi. Video hơi bị dài luôn. Ok. Anh đã cho mình đó lý do video dài đấy. Mới nói xong anh đã cho mình lý do video dài luôn. Hay. Đó lý do video dài nè. Cái này còn suy nghĩ được nữa. Cái này thì thôi. Vừa mới nói xong nó cho mình lý do video tại sao video dài. Cái gì nữa. Đúng.
nhiều. Ủa à, cái này cũng lệch. Ok, mấy cái cuối nó đang độ lẻ do đó lệch hết á. Nó tinh thông thần luôn. Cái này để cho Venti, Kazuha chơi à, không, Venti thì nhìn lữ hành chơi ha. À, còn mấy cái này có khả năng nè. Con phút chưa thử. Thì quăng phút vô để nãy mình check của ảnh á, mình coi có gì ngon ngon không á, và rốt cuộc ảnh còn một đống đồ á, một đống cái anh không khóa mặc dù nó khá là ngon ha. Ví dụ như cái này đó, ví dụ như cái này mình cộng 5 nhưng mà nó hiệu quả 5 một lần á, 7.0 có một lần nữa thì nó cũng được, nhưng mà mình nghĩ là chắc không giữ ha. Ăn cái gì vật cuối ha. Ok, và nó không có gì hết, không có gì. Vậy thì cơ bản là đã xong cái video lần này rồi. Vậy mấy cái này thì nó ổn ha. Nhưng mà mình sẽ không nâng để ảnh tự nâng sau. Cơ bản thì chúng ta sẽ xem lại những gì chúng ta đã được trong cái video lần này. Cái lông thì, cái hoa thì chưa có gì thay đổi lắm. Nhưng mà cái này nó cũng ổn nè, có thể thay được. Cái này 30 CV. Và nói chung là nó thay được. Và cái này nói chung là nó cũng ngang cái này thôi. Nhưng mà chúng ta có cái đồng hồ mới nè, cái những cái nón mới nè, đó cái nón mới làm cho tỷ lệ của dây lan tăng lên, đó khá là ổn ha. Tuy là cái hiệu quả đẹp vẫn còn giữ như cũ ha. Raiden cũng được nâng cấp luôn, Raiden có hai cái này đó, hiệu quả đẹp vẫn tăng luôn đó. Đây cái này nó được nâng cấp một xíu. Và cái này mình được cái 40 CV cho ảnh ha. Đó, và ảnh muốn đổi gì đổi giữa những cái mà mình kiếm được cho ảnh. Xe Linh cũng được nâng cấp một phần nữa. Nói chung cũng khá là ổn ha. Chủ yếu là nâng tỷ lệ bạo, chứ không có nâng sát thương bạo nhiều lắm. Cái sát thương bạo nó vẫn còn cần phải sử dụng một xíu ha. Nhưng mà nói chung là vậy là cũng ổn rồi. Nếu mà mọi người thích video này thì mọi người hãy cho mình một like và subscribe ha. Và nếu mà lần sau mình có làm content trap thì mình sẽ trap trong mạng của mình. Và nói chung là cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.